Vâng, Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Chung Nhịp Văn Minh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát trên sóng FM 99.90 MHz. Và với ngày hôm nay thì Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ xin được đề cập đến một cái chủ đề mà Kim Thanh thấy trên mạng xã hội mọi người cũng tranh cãi với nhau rất nhiều, mặc dù luật thì cũng đã có rồi đó. Đó là chuyện là nuôi thú cưng ở chung cư. Và với Thọ là một người rất là yêu thú cưng ở chung cư mà tới hình như là 5 con mèo. Thế thì Thọ nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thì đây đúng là một cái vấn đề nhạy cảm mà em thấy là chung cư nào mà kể cả những người không ở chung cư, khi mà có dịp ấy, họ sẽ tranh cãi ở trên, nhất là trên Facebook, trong những cái group rất là nhiều. Thì bản thân em cũng hiểu cái tâm lý của cả hai phía, của những cái người mà họ không muốn có những người hàng xóm nuôi thú cưng ở chung cư. Bởi vì thật ra em cũng đã từng đến những cái chung cư, khá là nhiều loại chung cư, từ những chung cư mà cũ, những chung cư xuống cấp cho đến những chung cư hiện đại. Thì cái lý do mà những cái người đó họ không đồng ý cái việc mà có thú cưng xuất hiện, nhất là những khu vực công cộng, là bởi vì thứ nhất là dơ. Tại rõ ràng là không phải ai nuôi thú cưng cũng có cái ý thức sạch sẽ hay là giữ được cái không gian sinh hoạt chung cho mọi người. Em nghĩ là trong 10 người chắc hết 8 người sẽ nghĩ là chỗ chung cho nên tôi muốn làm gì làm. Và chẳng hạn như dắt chó đi dạo, nhất là trong nuôi chó với nuôi mèo thì nuôi chó là em thấy phức tạp hơn. Chó khi mà dắt đi dạo xong nó đi vệ sinh này nọ, không phải ai cũng sẽ biết để mà tự dọn dẹp cái đó. Đa số mọi người em thấy sẽ nghĩ là sẽ có người lao công hay là nhân viên vệ sinh dọn thôi. Và cái việc đó, hay là đi vào thang máy thì những cái việc mà chó sủa hay là chó cắn, thậm chí là chúng ta biết cái vụ mà ở bên Hàn Quốc có một người mà bị con chó nuôi thú cưng của một anh diễn viên cắn mà tự vong một cái cô nào. Rồi cũng là những cái vụ mà mọi người quan tâm, và mọi người sẽ luôn lấy những cái việc đó ra để làm cái lý do cho việc là tôi không muốn người ta nuôi thú cưng ở chung cư. Vì vậy mà cũng có nhiều cái chung cư họ ra cái yêu cầu, họ ra cái chính sách là không được cho nuôi thú cưng, không được dắt thú cưng ở khu vực công cộng, không được cho thú cưng đi thang máy. Thì em rất là hiểu cái tâm lý đó. Nhưng mà phía bên kia thì em cũng giống như em, bản thân em là những người là người nuôi khá là nhiều mèo, thì em cũng phải có một cái sự gọi là mình phải tự biết, mình phải tự đề phòng và mình phải tự có cái ý thức rất là cao. Thật ra là em thích nuôi chó hơn. Hồi xưa em ở nhà, ở chung nhà với ông bà nội thì em nuôi chó. Nhưng mà sau khi em dọn ra ngoài, em biết là em không thể nuôi chó được. Thứ nhất là tại vì nếu mà mình ở chung cư là mình chỉ ở có một hai người trong nhà, không phải lúc nào trong nhà cũng có người. Mà nuôi chó nó không đơn giản như nuôi mèo. Nuôi mèo thì mình có thể để cho mèo nó tự sinh hoạt trong nhà, mình đi cả ngày, mình về mình gặp nó, thậm chí mèo nó cũng không có nhu cầu ra đường. Nếu mà từ nhỏ mình đã để nó trong nhà thì em không cần phải mang nó đi đâu. Mèo em chưa giờ mang đi đâu ngoại trừ đi khám bệnh á, cho nên em cũng không dắt nó đi dạo luôn, và nó quen cái việc đó. Còn chó thì không thể như vậy. Chó giống nào lớn nhỏ bùn buộc phải đưa nó đi dạo này, đi chơi, nếu không là nó sẽ stress và nó rất là sinh những cái tính, ví dụ nó sẽ hung dữ hơn hay là nó bệnh. Cho nên em đã phải dẹp cái chuyện mà mình muốn nuôi chó đi chỉ vì em thuê nhà ở chung cư. Và gần như là nếu mà em không nói thì chắc cũng không ai biết, nhà xung quanh em cũng không ai biết là em có nuôi mèo, tại vì mèo em cũng không đi ra ngoài và nó cũng không phải là kêu sùm. Và thậm chí là người mà bước vào nhà em chơi á cũng sẽ không nghe mùi luôn. Thì em nghĩ đó là những cái việc mà những người mà nuôi, nếu mà họ muốn nuôi, ví dụ như nuôi mèo ở chung cư, thì họ phải kiên quyết làm được những điều đó, là phải giữ nhà cửa sạch sẽ, không để cho thứ nhất là lông mèo hay gì đó bay ra những cái khu vực mà hành lang. Bởi vì em rất là hạn chế mở cửa, là tại vì nó sẽ rất dễ, nếu mà có gió gì đó là lông mèo bay ra thì người ta, nhiều khi người ta không thích, người ta sẽ phản ánh. Và em cũng không mang mèo xuống sân chơi hay là đi đến những khu vực công cộng để người này người kia gặp, tại vì sẽ có những cái chuyện xảy ra gì đó mà mình không biết, hoặc là những người này người kia họ không thích đó. Và em nghĩ là đó là cái việc mà nếu mà mình đã ở chung cư và mình muốn nuôi thú cưng thì mình buộc phải hiểu và làm theo những chuyện đó. Còn nuôi chó thì nếu mà mình quá muốn nuôi chó trong chung cư thì mình buộc phải có cách hợp lý. Như em biết một anh bạn của em, ảnh nuôi chó trong cư thì ảnh chỉ có thể nuôi những cái con nhỏ nhỏ, nó không phải là, thứ nhất là không phải là nuôi chó bẹt dê hay là husky quá to. Cái nhu cầu đi ra ngoài của nó rất lớn, và khi mà ảnh đưa nó đi dạo thì ảnh sẽ luôn đi thang máy mà thang tải, không phải thang người, và đi thẳng xuống dưới hầm, sau đó là dắt đi bộ lên chứ không đi ra sảnh này nó. Đó là những cái ý thức mà dù là nhỏ thôi nhưng mà mình buộc phải làm, mình phải giữ vệ sinh và
tạo cảm giác an toàn cho những người khác ở chung chung cư với mình, thì mình phải làm được như vậy thì mình mới có thể là nuôi thú cưng ở trong chung cư mà một cách bình yên được. Chứ nếu mà bản thân mình không thể nào ép buộc mọi người có cùng một cái góc nhìn với mình, là tôi nuôi được, ai cũng phải nuôi được, tôi sạch sẽ được, mọi người cũng phải sạch sẽ được, cái đó là rõ ràng là không thể như vậy. Và những người không nuôi họ sẽ không thể nào có cái cách nghĩ đó. Cho nên đó là sự mà hợp tác từ hai phía. Em nghĩ là bản thân mỗi người phải tự làm tốt những cái mà trách nhiệm của mình. Đúng là đụng tới một người mà có nuôi thú cưng mà ở chung cư là kể như là hỏi một câu thôi là nói vèo 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 vèo. Thực tế á, là cái chuyện mà yêu thích thú cưng thì Kim Thanh nghĩ rất là nhiều người yêu thích, đặc biệt là với chó và mèo. Tuy nhiên, nói thẳng ra chúng ta cũng phải thừa nhận đi, trong chúng ta một bộ phận không nhỏ là cái chuyện ý thức khi mà việc nuôi thú cưng chưa có thật sự là ở một cái mức để cho người khác mà chấp nhận được cái chuyện đó. Đúng không? Đúng. Tại vì ngay cả bản thân Kim Thanh là một người rất là yêu thú cưng, cực kỳ thích mèo, cực kỳ thích chó, và trên Facebook của mình là những bạn bè nào mà được Kim Thanh like nhiều nhất đa phần cũng chỉ là những người nuôi mèo, nuôi chó. Nhưng mà khi mà nghĩ đến cái chuyện là nuôi một con mèo hay là một con chó, tại vì Kim Thanh cũng đang ở chung cư thì Kim Thanh đã quyết định không nuôi. Tại vì mình biết rằng khi mình nuôi là mình không có đủ thời gian, không có đủ cái sự chăm sóc và không có đủ cái điều kiện để giữ cho một cái sự sạch sẽ ít nhất, trước nhất là trong cái ngôi nhà của mình. Rồi tới đó là ở hành lang, rồi thang máy, rồi cái khuôn viên chung, nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều người, và có những người họ bị dị ứng với những con thú đó nữa. Chưa kể là những người giống như bản thân em, dù em thích nuôi chó nhưng thật sự em thấy ai dắt chó đi thang máy chung em cũng rất là sợ, tại vì mình không có biết là con đó nó sẽ như thế nào. Có những con mà tới đó nó ị hoặc là nó tiểu tiện luôn trong thang máy, hay đó. Là nó có thể là nó sủa, nó cắn mình chẳng hạn. Đó là những cái mà mình không hay là biết được. Cho nên cái tâm lý của người mà họ không nuôi, họ không thích nuôi, họ không có nhu cầu nuôi, thì mình cũng không thể nào mà phê phán họ được. Mà đặc biệt là với các em nhỏ nữa, ở trong chung cư mà có nhiều trẻ em thì sẽ như thế nào đây? Thì đây là một cái câu chuyện mà phải nói là mọi người cứ tranh luận nhau rất là nhiều. Và những người yêu thú cưng thì nói là ở đó là quyền được nuôi thú cưng, cho nên là không thể cấm người ta được, và cứ mặc dù có luật rồi nhưng mà mọi người cứ tranh qua cãi lại. Và ở phía ban quản lý chung cư thì thật ra luật nếu mà đưa ra áp dụng thì nó quá dễ rồi, nhưng mà người ta vẫn muốn tạo cho cái chung cư của người ta có một cái đời sống mà nó có thể là làm cho các cư dân hài lòng. Cho nên là người ta có thể là du di chỗ này chỗ kia như thế nào đó, làm sao cho nó tốt nhất có thể. Từ đó thì nó mới phát sinh ra những cái tranh cãi. Và trong chương trình City Life, thành phố lên đèn, thì Kim Thanh cùng với MC Vĩnh Trọng cũng đã thực hiện một cái cuộc trò chuyện về chủ đề này. Và đặc biệt là chúng tôi cũng hỏi ý kiến là có những người mà ủng hộ cái chuyện nuôi thú cưng và những người mà phản đối chuyện nuôi thú cưng, cũng như là ý kiến của luật sư thì như thế nào về câu chuyện này. Thì bây giờ là Kim Thanh cũng như là Huỳnh Đắc Thọ mời quý vị chúng ta cùng nghe cái phần đó nhé. Trong vai trò một người có nuôi mèo và sống ở chung cư nữa thì tất nhiên là rất là bức xúc rồi. Nhưng mà bức xúc là bức xúc làm sao? Thứ nhất là lần trước khoảng 6 tháng trước thì chung cư em đã thông báo là bây giờ không có cho các hộ nuôi chó mèo gì hết. Cho thời gian là bao nhiêu ngày đó, là để ai mà có thì giải tỏa các em đi chỗ khác hoặc là tìm một phương án khác, chứ không có để cho mấy em ở trong chung cư. Thì rất là nhiều cái lý do, có thể là một số hộ nuôi chó xong rồi mấy đứa nhỏ hàng xóm đi bấm chuông phá, xong nó sủa sùm hết, không ai nghỉ ngơi được. Hoặc là nuôi chó mà dắt xuống chung cư không có đeo rọ mõm, rất là nguy hiểm cho trẻ con. Ý kiến mà chung cư mà chính người 10 ý, rất là nhiều ý kiến phản bác. Những hộ nuôi mèo thì như em lẳng lặng theo dõi cuộc tranh cãi đó. Tại vì mèo mình rất ngoan, mèo nuôi ở trong nhà không ảnh hưởng tới ai hết. Nhưng mà quy định cấm là quy định cấm chung, cả đúng chó rồi, lẫn mèo và cả thú cưng. Nói chung là gia súc gia cầm là không được đó. Là không được đi vào chung cư luôn. Xong rồi nhiều người bức xúc bày tỏ nó là bây giờ chung cư này rất nhiều người thuê, chủ nhà thì không có ở đây mấy hết, mà bây giờ cấm, mà những người đã chủ yếu là các bạn ở nước ngoài nữa, mà không cho họ nuôi là họ đi hết, là ảnh hưởng tới chủ nhà không được, chủ nhà nó phải cho nuôi để giữ khách lại. Ban quản lý chung cư thì nó không được, bây giờ luật đã quy định rồi, vì an toàn của tất cả mọi người phải thực hiện đồng bộ, chứ chung cư bên kia người ta làm, ở đây không làm thì sao coi được. Xong tranh cãi rồi họp chung cư rồi bầu ban bè các thể loại ra, xong rồi giải quyết đưa ra một cái tình huống để dung hòa, diễn hòa vi quý giữa luật và thực tế.
mèo không gây hại cho ai hết, vẫn được nuôi, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chó thì những con chó lớn mà gây ồn thì là không được phép ở trong chung cư, tại vì để đảm bảo cái giấc ngủ và nghỉ ngơi cho những người khác nữa. Những con nào mà lớn thì bắt buộc đi vô thang máy là có thang máy riêng, phải đeo rào mõm lại chứ không có được thả lung tung. Và các em trong ngoặc kép được có một cái khu vực chơi riêng là với sân sau chung cư, không được xuất hiện ở khu vực trước chỗ mà trẻ con chơi nữa, tách đôi ra. Tình hình cũng tạm ổn rồi. Tạm ổn nhưng mà còn những ngày tới thì chưa biết sẽ như thế nào. Chưa biết sẽ như thế nào, tại vì luật nói là khi mà luật mà áp dụng chính thức mà mạnh tay thì áp dụng như nhau, nó không có xin phép gì nữa hết. Khi mà Kim Thanh cũng viết cái status về cái chủ đề này để tham khảo ý kiến của mọi người thì cũng nhận được rất là nhiều cái ý kiến trái chiều. Thì trước hết là Kim Thanh có biết là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung hiện giờ đã chuyển sang chung cư ở, và Nguyễn Văn Trung thì rất là thích chó. Và chung cư thì cấm không có cho nuôi, thì không biết là tâm tư của những người giống như là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe phần ý kiến này. Quy định của chung cư của em là không có được nuôi thú cưng là chó mèo. Từ khi mà mình mua cái căn hộ là đã có cái quy định đó hay là như thế nào ha? Dạ đúng rồi, từ khi mua căn hộ là đã có quy định đó rồi. Lúc đó thì em không biết, nếu biết thì em cũng sẽ đắn đo. Nhưng mà thôi, em nghĩ nó cũng có những cái mặt tốt, nên là nó sẽ không có mùi hôi, không có tiếng ồn. Cá nhân chung nghĩ như thế nào về cái chuyện không được nuôi chó mèo á? Tính ra thì cái quy định nó cũng không có được hợp lý lắm. Ở chỗ là em cũng là một người rất là thích nuôi chó, nó không hợp lý lắm chỗ là cái quyền tự do, tại vì dù gì đó cũng là căn hộ của mình, nó cũng là sở hữu của mình, thì trong cái sở hữu của mình thì mình được quyền làm bất cứ gì mình thích, miễn là không làm phiền đến người khác là được rồi. Nếu mà em được nuôi chó mèo thì em cũng sẽ rất là vui, nhưng mà cái việc này là nó liên quan đến cả ý thức của cộng đồng. Ở chỗ là nếu có một vài người có ý thức thì không nói gì, nhưng mà nếu mà không có ý thức thì sẽ để chó sủa không rõ mõm, chó để chó cắn bậy thì cũng làm ảnh hưởng đến cả hàng xóm, nhất là nếu mà những cái nơi có trẻ con nhiều, những cái khu công cộng như là khu công viên chung của chung cư, hoặc là để cho chó phóng uế bừa bãi thì cái điều đó cũng hay gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Cho nên cái quy định cấm theo em thấy thì có thể là nó không có được hợp lý, nhưng mà nó lại hợp lý về cái mặt cộng đồng. Nhưng mà cá nhân chung thì chung nghĩ là có một cái gì đó mà có thể nó dung hòa được tất cả các yếu tố hay không? Em nghĩ là có thể dung hòa được ở chỗ là nếu mà mình ra một cái quy định nào đó chi tiết hơn, ví dụ như là được nuôi nhưng mà chủ nhà phải có ý thức giữ gìn vệ sinh, giữ yên tĩnh cho hàng xóm, có những cái biện pháp chế tài với chính cái chủ hộ đó, chính cái chủ nuôi đó, và được mọi người chấp nhận thì nó sẽ hợp lý hơn là cái quy định mà không cho nuôi. Một số chung cư có ra những cái chế tài như vậy nhưng mà cuối cùng cũng rất là khó, người ta không có nghe theo, mà ví dụ như ban quản lý chung cư thì cũng không dám nói lại các hộ cư dân ở trong đó. Cho nên thôi thà người ta cấm luôn. Tại vì em cũng là người có con và em cũng không muốn hiểu con mình đi ra công viên, ví dụ nuôi chó nhỏ thì còn ok, nhưng mà chó nhỏ chúng ta cũng không biết là nó lại hứng lên nó cắn đứa nít lúc nào, nít cũng hay thích chơi với chó. Cho nên thôi, để bảo vệ cho con em mình thì cái quy định đó cũng hợp lý, cũng chấp nhận được. Vâng, vừa rồi là ý kiến của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Trọng thấy là những người phản đối chuyện nuôi thú cưng ở chung cư á, họ có lý không? Họ có lý chứ. Nhưng mà đằng sau đó, khi mà được nghe giải thích của những người phản đối, thì hai bên có chấp nhận cái lý của nhau mà giải quyết hay không? Tức là những người họ phản đối, tại vì nếu mà giải quyết được vấn đề vệ sinh và tiếng ồn, tôi chấp nhận, tại đâu ảnh hưởng gì tới nhà của tôi đâu. Thì các anh chị phải giải quyết được chuyện đó thì những người khác họ sẽ chấp nhận thôi. Bây giờ chúng ta sẽ nghe một người, là một thính giả tên là Lê Văn Lâu. Là thính giả này ở trong chung cư không cho phép nuôi thú cưng nhưng mà người ta vẫn nuôi. Và chung cư thì tới bây giờ vẫn có rất là nhiều cái vấn đề chưa giải quyết được, và anh cũng rất là bức xúc. Thì bây giờ là chúng ta sẽ nghe ý kiến của anh. Cái quan điểm của em là ở chung cư thì không có nuôi thú cưng. Nói chung là mọi thứ liên quan tới vấn đề gia súc gia cầm này nọ. Cái lý do mà mình không ủng hộ cái chuyện mà nuôi thú cưng ở chung cư là gì? Cái lý do chính là thường thì những căn hộ mà khi mà ở chung cư họ có nuôi thú cưng, cụ thể là chó mèo, thì nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt chung của mọi người rất là nhiều. Về tiếng ồn, về mùi hôi, đôi khi những con thú cưng nó phóng uế bừa bãi ở khu vực mình đang sống thì rất là phiền mọi người xung quanh ấy. Mình có thể là ra cái quy định là mọi người được quyền nuôi, rồi sau đó sẽ có những cái chế tài nếu mà họ không giữ gìn vệ sinh đồ chẳng hạn, hoặc là họ gây tiếng ồn. Hiện tại ở chung cư em thì cũng đã có quy định rất là rõ ràng là tại chung cư không được nuôi thú cưng, chó, mèo, chim cảnh luôn. Nhưng mà cái quy định đó gần như là chỉ để cho nó có quy định, chứ đa số những gia đình mà nhưng mà họ nuôi thì họ bất chấp tất cả những cái quy định đó chị ơi. Tại vì họ cứ một cái quan điểm là tôi nuôi thú cưng thì tôi nuôi trong nhà tôi, chứ tôi đâu có nuôi ở những khu vực chung của chung cư đâu mà mọi người lại cấm.
Rồi đôi khi có những gia đình họ gọi là buông lời thách đố với ban quản lý, với tất cả mọi người xung quanh về cái vấn đề là họ bất chấp để mà họ nuôi thú cưng đó chị. Thì nó cũng rất là khó cho mọi người, kể cả người nuôi và người xung quanh họ không có đồng ý với vấn đề nuôi đó chị. Nếu mà họ nuôi mà gây ra những cái ảnh hưởng ví dụ như là về mặt vệ sinh hay là tiếng ồn đó, thì không lẽ là ban quản lý không có làm việc lại với họ ha? Đối với chung cư tại nơi em sinh sống á, thì ban quản lý vẫn có xuống tận nơi và nhắc nhở những gia đình đó, nhưng mà cũng chỉ lại nhắc nhở anh chị nuôi thứ này thì nên giảm bớt tiếng ồn hoặc là đóng cửa hay như thế nào đó, nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở. Chứ còn vấn đề hiện tại ở chung cư em là chưa thấy bất kỳ có thể áp dụng một cái vấn đề chế tài nào được với một cái căn hộ nào hết đó chị ơi. Em cũng có nói chuyện với ban quản lý thì họ cũng chưa có một cái cơ sở nào mà gọi là chắc chắn và dựa vào đó để mà họ chế tài căn hộ đó. Ví dụ như họ không thể nào mà bị căn hộ đó nuôi thú cưng làm ảnh hưởng mà họ cắt điện hoặc là cắt nước gì đó. Nói chung là bên chung cư em thì cũng chỉ là dừng lại vấn đề là khuyên bảo, nhắc nhở là chính thôi, chứ hiện tại cũng chưa có chế tài được. Ban quản lý nói là họ cũng không có một cái quyền hành gì chính xác để mà họ xuống họ chế tài, và lực lượng xuống chế tài họ cũng không có cái lực lượng để mà đi chế tài những vấn đề đó. Cho nên là hiện tại tụi em cũng chỉ là gọi là sống chung với lũ thôi. Sống chung với lũ nghe có vẻ rất là tiêu cực, tức là bản thân bạn là phải chịu ảnh hưởng bởi việc nuôi thú cưng rất nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Có gia đình họ nuôi chó đi, cứ tầm sáng từng 4 giờ mấy 5 giờ là chó nó sủa cái nhà đó. Họ sủa nhưng mà họ cứ mở cửa và nó sủa ẵn và nó sủa nguyên một lầu, tại vì cái chung cư em ở là cái âm thanh nó vọng rất là nhiều. Nó sủa như vậy và mọi người đi qua cũng chỉ đi qua và lắc đầu thôi, chứ giờ cái căn hộ đó họ không có ý thức được. Rồi đôi khi buổi sáng có những người chủ họ dắt thú cưng đi vào thang máy. Thang máy thì dành cho những người cư dân đi, nhưng mà họ lại dắt thú cưng vào thang máy. Nói thiệt là cực kỳ hôi. Và đôi khi buổi sáng sớm họ chỉ đi một mình thì thú cưng nhiều khi nó ị trong thang máy luôn. Và họ cũng không có quan tâm tới cái vấn đề là họ cứ nghĩ là nó ị như vậy thì chắc chắn có vệ sinh dọn, và họ không quan tâm là họ sẽ dọn những cái vấn đề đó. Đợt trước thì gần cái căn em thì cũng có cái nhà người ta cũng nuôi chó, và đột nhiên buổi sáng con chó nó rút dây, nó chạy hẳn qua cái nhà của cái anh đối diện sáng sớm, và nó đứng trong nhà của cái anh đó và nó sủa in của nhà anh đó hết. Mà nhà anh đó thì có em bé mới sanh này nọ, đuổi chó nó không ra. Cho nên là có những cái vấn đề thực sự là ảnh hưởng tới những người là không có nuôi chó và những người không ủng hộ vấn đề này. Đối với bạn, liệu mình có một cái biện pháp nào dung hòa cho cái việc này hay không? Suy nghĩ thì cũng nhiều chơi, nhưng mà em thấy cái yếu tố mà cái ý thức của cư dân là chính, và tuyên truyền nhiều trong cái ý thức cư dân là chính. Bây giờ để mà chế tài thì nó cũng khó. Kể cả ban quản lý là người nắm cái quyền hành điều phối tòa nhà mà họ cũng không làm được. Nghĩa là từ cái ý thức của người dân cứ nói mãi rồi đến một lúc nào đó những người mà họ nuôi thú cưng họ cũng tự cảm thấy là thôi, cái vấn đề mà nuôi thú cưng ở chung cư là nó không còn phù hợp, thì lúc đó họ sẽ tự có những cái cách họ điều chỉnh cái sở thích của mình, hoặc là họ có thể là họ vì quá đam mê nuôi thú cưng họ có thể là chuyển xuống những căn hộ ở dưới những nhà phố để họ sống, để mà họ riêng tư thì họ có thể nuôi thú cưng được. Chứ giờ cũng chế tài thì cũng bao nhiêu giấy mực sách báo thì cũng nói rất là nhiều vấn đề này, nhưng mà em thấy cũng chưa ngã ngủ vào đâu. Vâng, vừa rồi là ý kiến của thính giả Lê Văn Lâu. Anh cũng cho biết là mình phải chịu đựng khá nhiều, mà tạm gọi cái từ là sống chung với lũ, khi mà có rất là nhiều hộ nuôi thú cưng ở trong chung cư của anh và thiếu ý thức về vấn đề này. Thì liên quan đến luật thì sẽ như thế nào? Kim Thanh cũng xin được mời các thính giả nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Văn Hậu. Chương trình xin được gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Văn Hậu ạ. Vâng, chào tất cả các bạn đang xem đài. Đầu tiên Kim Thanh muốn hỏi luật sư Nguyễn Văn Hậu là về mặt pháp luật á, ở trong chung cư thì những cái quy định về việc nuôi thú cưng nó như thế nào ạ? Trước hết xin chào tất cả các bạn đang nghe đài. Chúng tôi thấy rằng chó rồi mèo là vật nuôi phổ biến trong gia đình, nhưng không phải ai cũng biết đến những cái quy định của pháp luật đối với loại vật nuôi này trong chung cư. Trước hết thì chúng ta phải căn cứ vào quy định của luật nhà ở được Quốc hội chúng ta ban hành năm 2014. Thì có quy định á, chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung,
có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình. Do đó thì cá nhân tổ chức ở đây đó là bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích là để ở, và nhà chung cư thì được xây dựng có mục đích hỗn hợp để ở và kinh doanh. Thì theo đó đó thì cái căn hộ chung cư cũng được coi là không gian sống riêng biệt của gia đình. Chính phủ đã ban hành Nghị định 99 ngày 20 tháng 10 năm 2015 quy định chi tiết thi hành của luật nhà ở đó năm 2014. Thì tại khoản 3 điều 35 có quy định chăn thả gia súc gia cầm trong khu vực nhà chung cư là hành vi nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng nhà chung cư. Hướng dẫn về vấn đề này thì Bộ Xây dựng cũng ban hành thông tư số 02 từ năm 2016. Chúng ta có cái mẫu nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư được Bộ Xây dựng ban hành từ năm 2016 là một trong những cái hành vi mà được cái mẫu nội quy quản lý nhà chung cư này quy định là nghiêm cấm khi sống trong ở chung cư là chăn thả nuôi gia súc gia cầm trong nhà chung cư. Trong khi đó đó, luật chăn nuôi năm 2018 định nghĩa là gia súc là gì? Thì gia súc là loại vật có vú, có bốn chân, được con người thuần hóa và chăn nuôi. Gia cầm là các loại động vật có hai chân, có lông vũ, thuộc nhóm động vật có cánh, được con người thuần hóa và chăn nuôi. Và theo định nghĩa nêu trên, chó, mèo cũng được coi là những loài gia súc. Thay vì gồm những vật nuôi để lấy sức kéo, lấy thịt, và theo quan điểm truyền thống như trâu, bò, dê, cừu, vân vân. Chính vì chung cư có nhiều không gian sinh hoạt chung như là sân chơi, cầu thang, thang máy, hành lang, vân vân. Thế nên nhà làm luật đã đề cập quy định cấm hành vi nuôi gia súc gia cầm để tránh gây mất trật tự cũng như là bảo đảm an toàn vệ sinh chung của người dân. Do đó cái việc cấm nuôi chó mèo trong chung cư chúng tôi cho rằng là có cơ sở. Vì vậy đó, từng chung cư phải áp dụng quy định riêng. Chúng ta có cái mẫu quy định quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành theo thông tư số 02 mà tôi vừa nói của Bộ Xây dựng. Chỉ được coi là một mẫu văn bản để mà ban quản lý các chung cư tham khảo xây dựng nội quy riêng cho nhà chung cư của mình. Do đó khó có thể coi nội dung mẫu nội quy nêu trên là quy định của pháp luật. Việc cấm nuôi chó mèo trong chung cư hay không, nó phụ thuộc vào nội quy riêng của từng chung cư và được xây dựng dựa sự thống nhất của các cư dân của chung cư đó. Có những chung cư nghiêm ngặt cái việc nuôi chó mèo do lo ngại mất vệ sinh chung hoặc là gây tiếng ồn ảnh hưởng tới an toàn của người sống tại chung cư, nhưng cũng có chung cư có quy định cởi mở hơn, tạo điều kiện cho người yêu thích chó mèo sống cùng với thú cưng của mình. Như vậy, đối với hành vi thuộc diện bị nghiêm cấm theo quy định tại điều 6 của luật nhà ở năm 2014 và điều 35 của nghị định 99 nêu trên, thì trong bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư thì bắt buộc các chủ sở hữu và người sử dụng chung cư phải thực hiện. Đối với hành vi nghiêm cấm khác ngoài cái hành vi nghiêm cấm đã được quy định trong luật nhà ở và nghị định 99 do hội nghị nhà chung cư thảo luận và quyết định bổ sung hay không bổ sung vào bản nội quy sử dụng nhà chung cư, và theo quy định tại điểm E điểm D khoảng 1 điều 7 của nghị định 167 ban hành năm 2013 có quy định nếu nuôi gia súc gia cầm động vật gây mất vệ sinh chung của khu dân cư để gia súc gia cầm hoặc là các cái động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 cho đến 300.000 đối với mỗi hành vi này. Trước khi mà điện thoại cho luật sư Nguyễn Văn Hậu thì có tham khảo với một số người á, thì thực tế nó rất là khó, tức là bản thân không là tôi như... nghĩ thế này, cái này không có gì khó đâu. Bởi vì cái nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư chúng ta đã có cái mẫu của Bộ Xây dựng, và đây là một cái luật, có thể gọi là luật của cái nội quy của cái nhà chung cư. Ai không làm thì sẽ có chế tài. Tôi cho rằng chúng ta đã có những cái quy định pháp luật, cái ban quản trị nhà chung cư đó phải có trách nhiệm thực hiện các cái nội quy này. Có những nơi mà người ta không có thực hiện tốt thì nó xảy ra những cái chuyện bất đoàn kết là một cái chuyện tất nhiên thôi. Nếu mà nói như luật sư Nguyễn Văn Hậu thì những cái vấn đề mà phát sinh hồi nãy giờ Kim Thanh đề cập đó, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái cách quản lý của ban quản trị chung cư nhiều hơn, đúng không ạ? Đúng rồi, cái này quy định pháp luật của chúng ta quy định rất rõ rồi. Chúng ta giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban quản lý chung cư đó, chúng ta có cái nội quy quản lý nhà chung cư. Nhiều nhà chung cư người ta cấm chó mèo, gia súc. Nói chung đó, như tôi đã vừa nói ở phần trên đó, nơi đó là nơi ở, nơi sinh hoạt, mọi người phải tôn trọng lẫn nhau vì cái trật tự chung của cái nhà chung cư đó, các tập thể
thể nhà cư dân người ta không muốn một cái hộ nào đó nuôi thú cưng thì họ phải chấp hành khi họ đưa những cái thú cưng đó ra khỏi cái địa phận của nhà mình đó, mà họ không thực hiện tốt đó thì chúng ta có cái quy định phạt, đó là cái điều tất nhiên. Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn rất là hữu ích của luật sư Nguyễn Văn Hậu ạ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vừa rồi là phần chia sẻ về khía cạnh là luật của luật sư Nguyễn Văn Hậu, thì người trong cuộc ý kiến đi. Bây giờ người trong cuộc không dám ý kiến nữa, vấn đề là như luật sư Hậu cũng có chia sẻ đó, là nó cũng còn phụ thuộc vào cái nội quy và thỏa thuận tại từng chung cư khác nhau nữa. Thì tiêu biểu như ở chung cư mà bên Trầm đang ở thì mọi người đã đi tới thỏa thuận rồi, thì giữa bên ủng hộ và bên không ủng hộ cũng nó tìm được tiếng nói chung và cũng có một cái giải pháp của khu vực riêng cho các bạn chó mèo có thể xuống sân, có thể ở riêng khu vực đó, và cái chủ sở hữu thì cũng đã ý thức hơn trong cái việc là quản lý tiếng ồn cũng như là vệ sinh ở nơi công cộng rồi. Còn ở những chung cư khác thì có thể là quy định họ sẽ khắt khe hơn, thì ở đây thì chúng ta ưng thì chúng ta ở thôi, còn không thì phải tìm cách khác, chứ bây giờ vẫn là theo cái số đông mọi người ở chung cư nên tạo nên cái văn hóa tại chung cư đó thôi. MC Nguyễn Minh Tuấn đang nghe đài thì có nhắn một cái tin như thế này, là có một cái sáng kiến nè, thú cưng đi thang hàng riêng lẻ nha, ẵm chó mèo trên tay khi đi ra khu vực chung, ẵm thì nó không đi vệ sinh được, cho nên là cũng thành lập hội thú cưng để ban quản lý hội đi vận động và yêu cầu các nhà nuôi thú cưng phải gia nhập hội và tuân thủ luật nuôi thú cưng mà mỗi chung cư cần tự đặt ra. À, cũng hợp lý, đây cũng là một cái sáng kiến, một cái ý kiến mà để cho các đơn vị quản lý nhà chung cư có thể cân nhắc và phổ biến áp dụng trong cái nội quy của mình, cũng là hướng dẫn cũng như là một cái giải pháp tháo gỡ những cái bất đồng giữa các hai bên với nhau. Nghe qua những cái phần chia sẻ của Trọng rồi của các thính giả, của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung cũng như là phần chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Hậu, thì Thọ thấy làm sao? Em thấy thì anh thính giả mà ảnh rất là bức xúc về việc mà chó mà đi khắp nơi trong chung cư, xong rồi phóng uế rồi sủa này nọ nhà người này kia, thì cái đó em cũng có thể tưởng tượng ra, và nếu mà em sống ở trong cái môi trường đó thì em cũng sẽ không chịu nổi. Đó là cái lý do mà cũng giống anh Nguyễn Văn Trung ở chỗ là em rất muốn nuôi chó nhưng mà vì cái môi trường không cho phép nên em đã quyết định là không làm điều đó. Về luật á, thì nó đã quá dễ rồi. Yeah. Còn ở đây thì trong chương trình Chung Nhịp Văn Minh thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn ở cái góc độ ý thức. Kim Anh cũng như là Huỳnh Đắc Thọ là chúng tôi cũng chỉ mong là với những thính giả nào mà chúng ta không thích thú cưng á, mà nếu mà lỡ như á, trong chung cư của chúng ta có những người nuôi thú cưng mà thiếu ý thức á, thì thôi chúng ta cũng phải có những cái cách để làm việc với ban quản lý, mình đưa ra những cái quy định rất là chi tiết để mọi người cùng nhau mà thực hiện cho mọi thứ nó tốt hơn. Chỉ khi nào mà tình trạng nó căng thẳng quá thì chúng ta mới có thể là đề cập đến như là phía các cơ quan chức năng để họ vào cuộc xử lý. Lúc đó là kể như là nó quá tệ rồi. Đúng rồi. Đó, có những chung cư mà họ cho nuôi thú cưng với điều kiện như ABCDEF anh mới được nuôi. Nếu mà anh làm được anh nuôi, còn anh không được thì anh không mua chung cư. Nó rõ ràng ngay từ đầu, tức là ngay hợp đồng mua bán chung cư ngay từ đầu mọi thứ người ta đã quy định sẵn rồi. Người mà nuôi thú cưng thì chắc là chúng ta phải ý thức một chút xíu, đúng không hả? Đúng rồi, bắt buộc là phải như vậy. Tại vì họ nuôi thú cưng họ buộc phải giữ ngôi nhà của họ sạch sẽ trước đã. Chứ em tưởng tượng ra những người mà họ để cho chó hay là mèo chạy rong ra những khu vực công cộng rồi làm dơ chỗ đó, thì em nghĩ chắc là trong nhà họ cũng sẽ không có sạch sẽ. Thì mình bắt nguồn từ những cái nhỏ nhất, từ bản thân mình trước, thì mình mọi người hãy cố giữ được cái không gian của mình sạch sẽ. Lúc đó mình sẽ có ý thức hơn trong việc giữ không gian chung. Tại vì mình ở chung cư thì tức là có cái chữ chung, là ở chung với rất nhiều người rồi, là một căn nhà chung. Mình buộc phải có trách nhiệm để mà giữ cho những cái dù không phải là của mình nhưng mình cũng là một phần trong đó, thì nó phải sạch sẽ. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì cũng giúp cho chúng ta có cái nhìn thấu đáo, thông cảm cũng như là cùng nhau thay đổi một số quan điểm của mình như thế nào cho cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái hơn, mọi người cư xử với nhau văn minh hơn và từ đó có một cái môi trường sống tốt hơn. Và đến đây thì Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.